Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 12 tháng 3 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Tại sao Putin không thể thực sự dựa vào tập cận bình của Trung Quốc. Nhà độc tài Điện Kremlin đang trong tình thế hết sức khó khăn. Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đã diễn ra khá lâu và Putin dường như tưởng có thể nuốt sống Ukraine, nhưng giờ đây không thể như vậy. Và các biện pháp trừng phạt của phương Tây cũng đang khiến cho nền kinh tế của Nga sụp đổ. Trong khi đó, nhà độc tài Trung Quốc Tập Cận Bình, nhà lãnh đạo của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, đứng về phía Putin. Ông ta đã lảng tránh mọi chỉ trích nhằm vào Putin khi đất nước này dùng tên lửa và pháo bắn vào Ukraine, chết hại dân thường. Đây là hình ảnh người dân Nga xếp hàng trước các trung tâm nhà băng để rút tiền sau khi Putin ra lệnh tấn công. Nhưng liệu ông Tập Cận Bình có thể thực sự giúp nhà độc tài tại Điện Kremlin Vladimir Putin hay không? Và liệu ông ấy có muốn hay không là câu hỏi được tiến sĩ Nadi đặt ra. Ông vốn là chuyên gia về Trung Quốc tại Quỹ Khoa học và Chính trị đã nói như vậy với truyền thông. Ông nói, đã có nhiều báo cáo cho rằng các lệnh trừng phạt đang đẩy Putin vào vòng tay của ông Tập Cận Bình. Nhưng tôi không nghĩ rằng Trung Quốc đang chào đón Nga với vòng tay rộng mở. Vì với hình thức như vậy thì Tập Cận Bình tiếp tay cho tội phạm quốc tế. Đây là hình ảnh Tập Cận Bình và Putin vốn rất thân mật với nhau. Cho đến nay, ông Tập Cận Bình dường như vẫn chưa tìm ra đường lối rõ ràng về cách đối phó với các lệnh trừng phạt. Tiến sĩ Cohet cho biết thêm, điều tôi có thể hình dung là Trung Quốc sẽ tiếp tục chỉ trích công khai các lệnh trừng phạt, nhưng sẽ để các công ty của mình tự quyết định cách họ đối phó với chúng. Chúng tôi thấy rằng các ngân hàng đầu tiên đang chấm dứt kinh doanh với Nga. Chỉ có hai ngân hàng nhà nước lớn nhất ở nước này là Ngân hàng Công Thương và Ngân hàng Trung Quốc không còn cấp tín dụng thương mại cho hàng hóa của Nga nữa. Max Schelling, nhà kinh tế trưởng tại Viện Nghiên cứu Trung Quốc Merit, đã nói với tờ báo quốc tế rằng khả năng của Trung Quốc để hỗ trợ Nga về mặt kinh tế cũng rất hạn chế. Trung Quốc sẽ không mạo hiểm với việc được tiếp cận cái công nghệ nước ngoài của mình. Trung Quốc sẽ cung cấp cho Nga một chiếc phao cứu sinh, nhưng không phải là một chiếc phao cứu sinh. Hỗ trợ sẽ được kiềm chế và Trung Quốc sẽ không gây nguy hiểm cho các ưu tiên chính sách kinh tế của chính họ. Mua năng lượng và hỗ trợ của ngân hàng trung ương chính là lĩnh vực như vậy. Giờ đây, khi bị Mỹ cấm vận không mua dầu nữa, thì Nga chỉ còn biết có thể bán được cho Trung Quốc, nhưng chắc chắn giá sẽ bị dìm đến mức rẻ mạt. Đây là hình ảnh Nga bị cấm vận, Putin không còn đô la, phải dùng đồng tiền nhân dân tệ để thanh toán quốc tế. Tuy nhiên, việc này không thể kéo dài mãi vì Trung Quốc rất sợ lệnh trừng phạt của các nước phương Tây sẽ ảnh hưởng đến họ. Và Tập cũng không thể giúp Putin được, chỉ lợi dụng ông ta mà thôi. Nhưng ngay cả khi Tập Cận Bình muốn giúp đỡ nước Nga thì ông ấy cũng không thể làm được gì, ít nhất vào lúc này. Lệnh cấm vận dầu khí của Tổng thống Mỹ Biden sẽ làm dồi ra hơn 600.000 thùng mỗi ngày. Thực ra là một cơ hội tốt để ông Tập Cận Bình thỏa mãn cơn khát năng lượng của đất nước mình. Nhưng việc này cũng không hề đơn giản. Nhưng theo tiến sĩ Kihat, Trung Quốc không thể mua thêm khí đốt hoặc dầu của Nga đơn giản chỉ vì còn thiếu cơ sở hạ tầng. Hầu hết các đường ống dẫn dầu và khí đốt của Nga đi sang phương Tây chứ không phải là đến Trung Quốc. Mà để khởi sự bắt đầu xây dựng những đường ống như vậy, phải mất nhiều năm mới có thể xong. Lúc đó Trung Quốc liệu còn đợi được nữa hay không? Đây là hình ảnh dự án dòng chảy Phương Bắc 2 của Nga trị giá hơn 10 tỷ đô la đã bị phá sản ngay lập tức sau khi ông Putin ra lệnh cho quân Nga tấn công xâm lược Ukraine. Trên thực tế, Trung Quốc có nhiều khả năng sẽ khai thác điểm yếu của Nga để tăng cường cung cấp nguyên liệu và năng lượng trong dài hạn. Theo trang báo Bloomberg, trích dẫn từ những người trong cuộc, ông Tập cũng đang cân nhắc để các công ty nhà nước của mình đầu tư vào các tập đoàn như Gazprom hay tập đoàn nhôm khổng lồ Russia. Những người trong cuộc nhấn mạnh nếu một thỏa thuận được ký kết, đó sẽ không phải là dấu hiệu cho thấy sự ủng hộ của Trung Quốc đối với Điện Kremlin. Bởi vì sự ủng hộ của Trung Quốc giống như một giao dịch kinh doanh tỉnh táo hơn là một tình bạn nồng ấm. Kính mời các bạn xem bản tin đồng rút tuột dốc, người Việt Nam ở Nga ồ ạt rút về nước.
cuộc sống của người Việt Nam ở Nga hiện chưa bị tác động nhiều trước các lệnh trừng phạt hà khắc của phương Tây, nhưng những ai làm việc để quy đổi ra đồng đô la Mỹ gửi về nhà thì cuộc sống khó khăn hơn trước rất nhiều. Do đồng rúp mất giá, Liên minh châu Âu của Mỹ và nhiều nước trên thế giới đã áp đặt hàng loạt các biện pháp cấm vận rất nặng nề đối với Moscow sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin mở chiến dịch quân sự đặc biệt xâm lăng Ukraine. Người Việt Nam và rất nhiều nơi trên thế giới đã phản đối chiến dịch này. Nga đã bị loại ra khỏi hệ thống chuyển tiền quốc tế SWIFT, bị các nước phương Tây đóng cửa không phận, bị trừng phạt các ngân hàng, các tổ chức và cá nhân. Hàng loạt các công ty, các thương hiệu, các hãng xưởng ở phương Tây cũng đã đóng cửa chi nhánh và sa thải công nhân tại Nga. Hoạt động làm ăn, mua bán, xuất nhập cảng của Nga với các nước phương Tây gần như tê liệt, bởi vì các hãng vận chuyển lớn hàng đầu thế giới cũng đình chỉ các giao dịch vận chuyển hàng đến và đi từ nước Nga. Đây là hình ảnh người dân tại thủ đô Moscow, Nga đứng xếp hàng trước ngân hàng chờ rút tiền. Tỷ giá đồng rúp của Nga vào ngày 8 tháng 3 dao động ở mức 128 rúp đổi được 1 đô la Mỹ so với mức 70 rúp trước đây, trước khi chiến tranh nổ ra. Hôm 28 tháng 2, Ngân hàng Trung ương Nga đã phải nâng lãi suất từ 9,5% lên hơn gấp đôi là 20% nhằm ngăn chặn đồng rúp trượt giá, nhưng dường như biện pháp này không có mấy tác dụng. Thu nhập giảm đi mất một nửa. Trao đổi với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, ông Hoàng Xuân Cường, chủ một đại lý bán vé máy bay và làm thị thực ở thủ đô Moscow cho biết, giá vé máy bay ở Nga giờ đã tăng gấp đôi theo đà mất giá của đồng rúp. Chẳng hạn, giá máy bay về Việt Nam lúc trước chỉ có 35.000, bây giờ là 70.000 rúp, mặc dù tính theo giá đô la Mỹ vẫn chỉ là 500 đô la. Những người như kiểu ông nhân viên làm việc bằng đồng rúp gửi về quê thì chắc chắn cuộc sống của họ thay đổi hoàn toàn, ông Cường cho biết. Ông nói, nhiều người Việt Nam lao động tại Nga kiếm tiền gửi về nhà, họ nhận lương bằng đồng rúp, nhưng khi gửi tiền về nước lại quy đổi ra đô la Mỹ. Nếu như tỷ giá cũ là 70 rúp đổi được 1 đô la ấy, thì họ cần 70.000 rúp có được 1.000 đô la, tức là khoảng 23 triệu đồng gửi về Việt Nam. Bây giờ thì họ phải kiếm được từ 120 đến 130.000 rúp thì mới gửi được 23 triệu đồng. Điều đó có nghĩa là lương của họ bị giảm gần một nửa hay họ cần phải làm việc gấp đôi. Do đó, ông cho biết người Việt Nam ở Nga đợt này ồ ạt về rất nhiều. Số vé máy bay về Việt Nam ông bán ra tăng gấp đôi so với trước khi khủng hoảng ở Ukraine bùng nổ. Ông nói tiếp, bên này hầu như công nhân Việt Nam làm trong xưởng may rất nhiều. Thứ nhất, họ không có việc làm vì đơn hàng sụt giảm. Thứ hai, thu nhập hiện tại rất ít nên đa số lựa chọn về nước hơn là lại, ông Cường cho biết. Đây là hình ảnh bảng tỷ giá hối đoái ngoại tệ sang đồng rúp tại Nga ở Moscow vào hồi tuần trước. Ngoài ra, lệnh trừng phạt của phương Tây cũng làm cho nhiều mặt hàng nhập khẩu trở nên khan hiếm và tăng giá. Cũng theo lời người chủ đại lý về máy bay này, ngay cả hàng nhập khẩu từ Việt Nam hiện cũng khan hiếm. Một là lưu thông hàng hóa hạn chế, hai là đồng đô la tăng giá, ba là dân buôn Việt Nam mình ghim hàng lại đợi đến khi nào giá cả tăng họ mới bán, ông giải thích. Ông cho biết là từ khi các lệnh trừng phạt, khách hàng của ông chỉ có thể dùng tiền mặt để thanh toán, chứ không dùng thẻ tín dụng được nữa. Bản thân ông cũng đã ngưng dùng các loại thẻ. Riêng về cuộc sống của ông và gia đình, ông Cường vốn đã định cư ở Nga được 6 năm cho biết cũng không thay đổi gì vì ông không có nhu cầu gửi tiền về Việt Nam. Tuy nhiên, nếu lệnh trừng phạt của phương Tây kéo dài, ông nói cuộc sống chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Khi được hỏi về thái độ đối với cuộc chiến của ông Putin ở Ukraine, ông Cường nói ông không có ý kiến, nhưng nhiều người Việt sống ở Nga lâu năm đều ủng hộ. Và cuộc sống bình thường ra sao? Cũng giống như ông Cường, bà Trần Thương Huyền, nhà sĩ có phòng khám ở thủ đô Moscow nói do công việc của bà khá ổn định nên đến giờ cuộc sống của bà vẫn bình thường. Chỉ có vật giá tăng lên một chút do tỷ giá đô la lên, nhất là đồ ngoại nhập, còn hàng hóa của Nga thì giá cả vẫn bình thường và vẫn có đầy đủ hàng hóa phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng của gia đình, bà cho biết. Riêng một số mặt hàng của phương Tây, chẳng hạn như các thương hiệu thời trang như H&M hay Zara thì bây giờ ở Nga không mua được nữa.
cũng theo lời người nha sĩ này chia sẻ. Đây là hình ảnh Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nói châu Âu đang siết chặt trừng phạt Nga. Liên minh châu Âu đưa thêm 146 thượng nghị sĩ và 14 tài phiệt của Nga vào danh sách trừng phạt. Hãng tin AFP dẫn lời các quan chức của châu Âu cho biết các cá nhân Nga bị trừng phạt sẽ bị đóng băng tài sản và bị đưa vào danh sách đen cấm thị thực của khối. Hiện tại tôi có gia đình nhỏ và không có chi tiêu gì lớn thì cơ bản vẫn ổn, bà nói thêm. Chỉ có một số khách hàng của tôi đến phòng khám có kêu ca là buôn bán khó hơn, không hề có sự hoảng loạn gì cả. Bà cho biết mấy ngày đầu sau khi lệnh cấm vận ở Nga có hiệu ứng đám đông đi rút tiền ồ ạt khiến các ngân hàng bơm tiền không kịp dẫn đến hạn mức rút tiền. Sau mấy hôm thì lại bơm đầy tiền thôi, người ta lại đi rút thoải mái, bà nói. Chỉ có thiếu đô la còn lủng lúc thì nước Nga có đầy cớ gì không cho rút. Do ảnh hưởng của việc nhiều nước đóng cửa không phận với Nga, bà cũng thừa nhận bây giờ nếu cần đi đâu ra nước ngoài thì khó khăn, nhưng tình hình bây giờ thì cũng chẳng ai muốn đi du lịch cả. Và người Việt vẫn bay về Việt Nam bình thường hay muốn đi những nước khác không đóng cửa không phận thì vẫn bay được, bà nói. Tuy nhiên, bà nói người dân Nga chấp nhận thực tế này vì trong quá khứ đồng rúp của Nga đã từng mất giá đến 100%, từ 30 đến 60 rúp mới đổi được 1 đô la Mỹ, sau đó tiếp tục giảm đến 70 rúp. Về việc trang Facebook hạn chế hoạt động tại Nga, bà nói, cộng đồng Việt Nam ở Nga sử dụng Facebook để liên lạc với cộng đồng, với lâu nay hay để quảng cáo buôn bán. Bây giờ Nga bị hạn chế thì cũng ảnh hưởng đến một số quan hệ giao tiếp với nhau. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Thương mại Kina cho biết Mỹ sẽ thực hiện biện pháp trừng phạt đối với tất cả các chính phủ cố phớt lờ quy định chống lại Nga của Mỹ. Nhưng đóng cái này thì người ta sẽ xoay sở tìm công cụ khác như Zalo, Viber hay WhatsApp. Nên bà Huyền nói cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Bà không có ý kiến về cuộc chiến của ông Putin và nói rằng mỗi tổng thống đều có mục đích riêng, nhưng bày tỏ hy vọng mọi thứ trở về quỹ đạo bình yên như trước. Phương Tây đang cắt đứt các dòng chảy tiền tệ giữa Nga và toàn cầu. Bất chấp nỗ lực của Moscow, các lệnh trừng phạt có thể làm tê liệt nền kinh tế lớn thứ 11 của thế giới. Hai tuần trước, các công ty của Nga vẫn hoạt động buôn bán trên khắp nơi trên thế giới và nhận đầu tư từ những quỹ của nước ngoài. Người dân Nga vẫn có thể mua máy tính, MacBook hay xe Toyota ngay trong nước và tự do tiêu đồng rút khi ra ở nước ngoài. Nhưng bây giờ họ đang bị trói tay về tài chính. Ngay sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, một cuộc chiến khác nhằm cô lập nền kinh tế của nước này và đang gây áp lực lên Điện Kremlin cũng bắt đầu. Động thái đầu tiên của các chính phủ phương Tây là trừng phạt hệ thống ngân hàng của Nga. Không dừng lại ở đó, những nhà băng chủ chốt của Nga cũng bị cấm tham gia vào hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT, cắt đứt huyết mạch tiền tệ giữa Nga và phần còn lại của thế giới. Visa và Mastercard đã ngừng xử lý các giao dịch mua bán nước ngoài cho hàng triệu công dân Nga. Apple và Google ngừng hỗ trợ thanh toán qua điện thoại, khiến những du khách không dùng tiền mặt bị mắc kẹt tại các ga tàu điện ngầm ở Moscow. Đây là hình ảnh những người lính Ukraine bên chiếc xe tăng T-80 của Nga bị vứt bỏ lại tại Sumy, Ukraine. Theo tờ báo Wall Street Journal, việc phương Tây cô lập kinh tế nơi có nền kinh tế lớn thứ 11 trên thế giới đã gây ra xảy ra trong lịch sử xung đột kinh tế. Trong một thế giới phụ thuộc vào dòng chảy hệ thống tài chính, một vài động thái kết hợp cũng có thể gây tê liệt nền kinh tế lớn. Ngân hàng Trung ương Nga có thể mất khả năng cung cấp thanh khoản ngoại tệ cho các ngân hàng đang bị trừng phạt, làm tăng nguy cơ vỡ nợ do không đáp ứng được nghĩa vụ về ngoại tệ đối với đối tác. Họ cũng sẽ không thể đóng vai trò trung gian cho các ngân hàng trên, cụ thể là thay mặt các ngân hàng thực hiện hoặc nhận các khoản thanh toán của đối tác nước ngoài, vốn là cách để né tránh các lệnh trừng phạt trên lý thuyết. Các lệnh trừng phạt đã phong tỏa khoảng 1.000 tỷ USD tài sản của Nga, quy mô được đánh giá là chưa từng có. Các nhà phân tích dự đoán nền kinh tế Nga sẽ giảm tới ít nhất 20% trong quý này, gần bằng mức ảnh hưởng mà nền kinh tế Anh phải hứng chịu vào mùa xuân năm 2020 trong thời kỳ đóng cửa vì đại dịch COVID-19.